nhận thức vị trí, vai trò quan trọng của lực lượng vũ trang trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Ngay từ đầu năm 2024, huyện Phú Bình đã tiến hành tập huấn lái xuồng, tìm kiếm cứu nạn cho gần 100 đồng chí là bộ đội thường trực, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn, các đồng chí là thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân cơ động của 9 xã ven sông Cầu. Hoạt động này giúp cán bộ chiến sĩ nắm chắc được cấu tạo, tính năng và kỹ thuật điều khiển các loại xuồng máy được trang bị để tiếp cận cứu người bị nạn. Trên địa bàn xã chúng tôi thì có sông Cầu chảy qua độ gần 5 km thì lực lượng dân quân thì hàng năm cũng đã được tập huấn về công tác phòng chống thiên tai cũng như đã thành lập đội chung kích. Thì khi có tình huống xảy ra thì chúng tôi sẽ sẵn sàng huy động cái lực lượng này để tham gia tìm kiếm cứu nạn ở trên địa bàn cũng như là xử lý, xử trí các tình huống có thể xảy ra trong mùa bão sắp tới. Để chủ động trước mùa mưa bão năm nay thì ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với các cơ quan ban ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện là tổ chức khảo sát các vị trí trọng yếu có nguy cơ sạt lở, ngập úng cao để từ đó điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kịp thời sát với tình hình thực tế. Đồng thời đã làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Không chỉ thường xuyên luyện tập các phương án ứng phó sát với tình hình thực tế tại mỗi địa phương, tỉnh Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ lượng vật chất, phương tiện. Cùng với đó, chế độ trực quan, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng được duy trì 24/24 giờ một ngày, sẵn sàng nhận và xử lý tốt mọi tình huống có thể xảy ra. Chúng tôi đã triển khai và chỉ đạo là thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống văn kiện kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố. Đấy, về điều chỉnh bổ sung quân số, lực lượng phương tiện và kiểm tra rà soát toàn bộ vật chất về phòng chống thiên tai của cơ quan để sẵn sàng huy động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã rà soát trực tiếp trên địa bàn của thành phố những khu vực ngập úng để khi có tình huống xảy ra thì chúng tôi sẵn sàng xử lý, là không bị bệnh đượm. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, thời gian tới, tình hình thời tiết tiếp tục có những diễn biến bất thường. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị đóng quân trên địa bàn, tăng cường kiểm tra những vị trí đê sung yếu, các điểm có nguy cơ sạt lở, luyện tập các phương án phòng chống thiên tai, tránh bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố Phú Yên đã giao cho Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phú Yên chủ trì phối hợp ký kết hợp đồng ứng cứu với các đơn vị quân đội trên địa bàn và hướng dẫn các đơn vị được phân giao nhiệm vụ ứng cứu từng địa phương đi khảo sát cụ thể từng những vùng trọng điểm, những điểm trọng điểm để từ đó đơn vị được nhận ứng cứu sẽ có kế hoạch và lộ trình cùng phối hợp với các xã phường để nhịp phối hợp nhịp nhàng trong công tác phòng chống thiên tai. Với tinh thần chủ động, sẵn sàng cao của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, đây sẽ luôn là lực lượng nòng cốt, là điểm tựa vững chắc cho cấp ủy chính quyền, nhân dân trong công tác chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, mỗi người dân cũng cần chủ động cập nhật kịp thời tình hình thời tiết, thực hiện tốt các khuyến cáo của lực lượng chức năng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi mưa bão có thể xảy ra.